Chúng ta tiếp tục với đề thi số 3, một đề thi được trích từ đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Câu số 1. Suất điện động E bằng 100, cos 100 PT cộng πV có giá trị cực đại là? Thì câu này các em dễ dàng đưa ra được phương án đúng chính là C. Suất điện động cực đại bằng 100V. Thông qua câu số 1 này thì thầy muốn hệ thống lại cho các em một chút kiến thức về máy phát điện xoáy chiều. Các em chú ý rằng là tất cả các máy phát điện xoáy chiều, một pha cũng như ba pha, đều hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện gì? Điện tử. Tức là gì? Hiện tượng khi từ thông qua một cái mạch kín nào đấy biến thiên, thì trong mạch sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Nếu như bây giờ thầy xét một cái khung dây gồm N vòng, mỗi vòng giới hạn một diện tích S, và khung dây này đặt trong từ trường đều của cảm ứng từ B. Tại thời điểm T thì vector pháp tuyến N và vector cảm ứng từ B hợp với nhau một góc omega T cộng phi, thì từ thông gửi qua khung sẽ là phi bằng N BS cos omega T cộng phi. Đó là các em chú ý. Và suất điện động trong cái khung dây này thì chính là bằng trừ đạo hàm của phi theo thời gian, tức là trừ phi phẩy theo t. Các em chú ý trừ phi phẩy, và đây là hàm cốt thì đạo hàm nó là trừ sin, trừ với trừ thành cộng. Như vậy chúng ta sẽ có E chính là bằng N BS omega sin omega t cộng phi. Và hàm này là một hàm điều hòa theo thời gian, tức là chúng ta có một suất điện động xoay chiều. Và trong công thức này thì các em chú ý rằng là B nhân S chính là từ thông cực đại qua một vòng dây. Từ thông cực đại tức là phi không của một vòng. Còn nếu như các em nhân với N thì nó sẽ là từ thông cực đại qua cả khung dây, với khung dây có N vòng. Đây, nhân thêm omega nữa thì chúng ta được suất điện động cực đại, chính là cái đại lượng này. Suất điện động cực đại trong khung dây. Với cái máy phát điện xoay chiều một pha thì các em lưu ý một chút nữa. Ở đây là công thức suất điện động cực đại. Đấy. Còn tần số mà của dòng xoay chiều mà do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra thì nó được xác định bằng N nhân với P. Với N là được tính bằng vòng trên dây. P là số cặp cực của máy. Ví dụ như cái máy phát điện xoay chiều một pha này là nó có hai cặp cực. Cặp cực tức là một cực bắc và một cực nam, tổ hợp một cực bắc và một cực nam, người ta gọi là một cặp cực. Và nếu như mà số vòng của chúng ta là tính vòng trên phút thì công thức của nó tần số sẽ là NP chia cho 60. Từ công thức này sang công thức này chẳng qua là một cái thao tác là đổi gì nhỉ, vòng trên giây sang vòng trên phút. Đấy, các em lưu ý một chút. Và trong trường hợp với máy phát điện xoay chiều một pha thì các em lại lưu ý một chút nữa. Đấy là gì? Nó có thể gồm một hay là nhiều cuộn dây. Nhưng các em lưu ý rằng là các cuộn dây này phải được ghép nối tiếp này. Cuộn này nối tiếp cuộn này, Đấy, trong trường hợp 4 này cuộn dây ghép nối tiếp. Nó khác với máy phát điện xoay chiều 3 pha. Máy Việt phát điện xoay chiều 3 pha thì lại hệ thống chỉ gồm 3 cuộn dây và đặt đối xứng một vòng tròn, tức là nó sẽ là hợp với nhau một góc 120 độ. Đấy là một số vấn đề các em cần lưu ý xung quanh cái câu số 1. Đã sang câu số 2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi với omega lớn không, tần số góc của dao động này là? Đương nhiên câu này là chúng ta dễ dàng chọn được phương án sẽ là a, tần số góc. Và các em cần lưu ý như thế, về bản chất của tần số góc omega trong phương trình dao động điều hòa, nó chính là bằng đạo hàm của cái này, omega t cộng phi, tức là cả cái này là pha của dao động. Khi a lớn không thì nó là pha của dao động. Như vậy đạo hàm của pha chính là bằng tần số góc của dao động điều hòa. Nếu các em gặp cái đề nào mà người ta hỏi về mặt ngôn từ bản chất thì các em cần phải hiểu là omega chính là tốc độ biến đổi pha dao động, Như vậy câu này đáp án chính là gì? Chúng ta sang câu số 3.
Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích quy dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn ở D thì công của lực điện là. Câu này thì chúng ta cần nhớ kiến thức lớp 11. Chương trình lớp 11 thì các em chú ý rằng là khi một điện tích di chuyển từ M đến N, em chú ý từ M đến N trong một điện trường thì công của lực điện sẽ là AMN bằng Q nhân với UMN. Các em chú ý rằng là Q này là dấu đại số và UMN của chúng ta, đại lượng UMN này cũng là dấu đại số này. Và trong điện trường đều thì chúng ta có một cái mối liên hệ nữa là UMN thì sẽ bằng E nhân với ZMN. ZMN nó là cái gì? Thì các em lại cần nhớ cho thầy ZMN này, cái đoạn này ZMN chính là hình chiếu của đoạn MN lên phương của một đường sức. Hình chiếu của MN lên phương của một đường sức. Muốn tìm hình chiếu của MN lên phương của một đường sức thì chúng ta phải hạ MN xuống vuông góc xuống phương của một đường sức. Ví dụ trường hợp này thì đang là hạ MN xét đường sức này thì M nó trùng luôn đây và N hạ xuống đây, chúng ta được đoạn này là D. Và D này cũng là dấu đại số. Đấy. Khi nào thì chúng ta lấy D nó dương, nó bằng cái đoạn này. Các em chú ý bằng đoạn này. Và nó dương trong trường hợp chiều từ hình chiếu của M tới hình chiếu của N cùng chiều E. Đây, trong trường hợp này, này em nhìn cái vector từ M đến N nó xem như là cùng chiều với vector E thì chúng ta lấy D dương. Và trường hợp này là MN nó lại ngược chiều với E thì chúng ta lấy D âm. Và rút cuộc lại là chúng ta sẽ có thay cái U bằng E nhân D thì chúng ta sẽ có A chính là bằng QE gì? QEZ. Như vậy chúng ta chọn được đáp án chính là gì? A. Câu số 4. Khi đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số F thay đổi. F bằng F0, F bằng 2F0 thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là P1 và P2. Hệ thức nào sau đây là đúng? Tức là chúng ta chọn phương án đúng. Với bài này thì các em lại cần phải nhớ kiến thức về cái đoạn mạch chỉ có điện trở. Đây, hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở. Với đoạn mạch hai đầu chỉ có điện trở thì chúng ta có P bằng I bình nhân R, tức là công suất chính là công suất tỏa nhiệt. Và đương nhiên là một đoạn mạch RC nối tiếp mà cuộn dây thuyền cảm thì chúng ta cũng có công suất chính là bằng I bình nhân R. Nhưng U, I trong đoạn mạch chỉ có R, các em chú ý chỉ có R thì nó lại bằng U trên R. Như vậy chúng ta thay I bằng U trên R thì chúng ta sẽ tính được bằng U bình trên R. Và giá trị hiệu dụng của điện áp là không đổi. Cho nên là chúng ta có U bình trên R là không phụ thuộc vào gì? Không phụ thuộc vào tần số. Có nghĩa là công suất khi F bằng F0 và F bằng 2F0 là bằng nhau và chúng ta sẽ chọn được phương án chính là gì? D. Và thông qua cái câu số 4 thì các em cũng cần nhắc lại cho các em một số cái kiến thức cũ về một số các cái loại đoạn mạch. Ví dụ như đoạn mạch chỉ có R thì hệ số công suất là bằng 1. Đấy, cốt phi bằng 0, nhà UI đồng pha. Còn đoạn mạch chỉ có L và có C thì hệ số công suất sẽ bằng 0, tức là cốt phi bằng 0. Vì đoạn mạch chỉ có L thì là UL sớm pha hơn Y góc pi trên 2, UC trễ pha hơn Y góc pi trên 2. L trên C dưới R gì? R ngang. Và tương tự với các loại đoạn mạch RLC, RL, RC, RC, vân vân. Thì các em có thể tham khảo cái bảng này một số kiến thức về các loại đoạn mạch. Chúng ta sang câu số 5. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp AB giao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là. Các em chú ý rằng là khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5 cm, nhưng trên đoạn thẳng nhỉ? Trên đoạn thẳng AB, tức là trên đoạn thẳng nối hai gì? Hai nguồn. Thế thì thông qua cái ví dụ số 5 này thì thầy muốn nhắc lại cho các em ba cái khoảng cách
mà hay gặp trong sóng. Thứ nhất là với quá trình giao thoa này. Quá trình giao thoa thì xét trên đoạn nối hai nguồn thì khoảng cách giữa hai cực đại sẽ là lambda trên 2 trên đoạn nối hai nguồn nhé, hoặc hai cực tiểu liên tiếp. Đây. Đoạn này cũng là lambda trên 2, hai đường nét đất này liền kề. Đây, cũng là lambda trên 2. Đấy là với giao thoa sóng nước. Còn với quá trình truyền sóng đơn thì các em chú ý rằng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp. Ví dụ truyền sóng nước đấy, thì nó sẽ là một bước sóng hoặc hai hõm sóng liên tiếp cũng là một bước sóng. Còn trong sóng rừng thực ra về bản chất chính là gì? Về bản chất chính là một trường hợp đặc biệt của giao thoa. Thì khoảng cách giữa hai cực đại, tức là hai bụng sóng liên tiếp cũng là lambda trên gì? Trên 2. Khoảng cách từ một bụng đến một nút liền kề thì cũng là lambda trên 4. Thì các em chú ý này. Đây đây là lambda trên 2. Hai nút hoặc hai bụng liền kề. Như vậy bám vào ba cái khoảng cách này thì xét với bài toán lại cho là khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp cực tiểu liên tiếp trên đoạn nối hai nguồn là 0,5 thì chúng ta suy ra được ngay nó chính là lambda trên 2. Và lambda trên 2 thì bằng 0, gì? 0,5, có nghĩa là lambda của chúng ta sẽ bằng 1. Đáp án là 1 cm. À. Câu số 6. Một con lắc lò xo có K có M dao động riêng của con lắc này có tần số góc là, các em chú ý là đây là tần số góc trên đơn vị radian hết. Thì câu này chúng ta dễ dàng tính được là omega bằng căn K trên gì? K trên M. Và thay số vào thì chúng ta sẽ tính được đáp án chính là B, 20 radian trên giây. Và bài này các em chú ý rằng đổi M ra kg thì nó sẽ là 0,1, tức là chúng ta có 40 chia cho 0,1 là 420. Câu số 7. Một vòng dây dẫn kín phẳng đặt trong từ trường đều trong khoảng thời gian 0,04 giây, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6 nhân 10 mũ trừ 3 Vb về 0. Và đề bài yêu cầu là tìm xuất điện động, cảm ứng xuất hiện trong vòng dây, độ lớn xuất điện động. Thế thì câu này chính là cái câu mà đòi hỏi các em phải nhớ kiến thức ở lớp 11. Tức là với một cái vòng dây dẫn kín thì chúng ta có xuất điện động cảm ứng xuất hiện trong cái vòng dây sẽ là E bằng trừ delta phi trên delta t, delta phi đến delta t tính cả dấu. Và với bài này thì delta phi thì bằng phi sau trừ phi trước. À, các em chú ý là bằng phi sau trừ phi trước. Như vậy là các em thay chỗ này một chút, tức là 0 trừ 6 nhân 10 mũ 3 chứ không phải là 6 nhân 10 mũ 3 trừ 0. Sau trừ trước là sau là 0. Thì thay số vào chúng ta sẽ tính được cái xuất điện động này chính là bằng 0,15 V. Và chúng ta chọn được đáp án là D. Thế thì thông qua cái câu số 7 này thì các em lại nhớ một chút về ống dây. À, trong đó là đặc biệt nhớ về cái công thức xác định hệ số tự cảm. Công thức này là mấy năm nay là mới thi về cái cảm ứng từ B mà chưa thi về cái hệ số tự cảm. Chính vì thế mà các em lưu ý cái công thức L bằng 4π nhân 10 mũ trừ 7 N bình trên L nhân với S. Đấy. Thế thì người ta có thể viết là N bình nhân V, với V là thể tích của ống dây và N nhỏ này chính là số vòng trên 1 mét. Số vòng trên 1 mét thì chính là bằng N lớn trên gì? Trên L, là hệ số tự cảm của ống dây đặt trong không khí. Và từ trường, công thức này thì lại thi nhiều lần. Tức là từ trường của một điểm trong lòng ống dây là 4π nhân 10 mũ trừ 7 N nhân Y. Và các em vẫn nhớ là N nhỏ này chính là số vòng trên 1 mét, tức là bằng N lớn chia cho gì? L. Đấy. Và nhớ cho thầy rằng là từ thông xuyên qua ống hay gửi qua ống chính là phi, chính bằng LI này. Chính vì thế mà trừ delta phi trên delta t thì nó sẽ chuyển thành trừ L delta Y trên delta t. Em chú ý L là hằng số thì nó là trừ L delta Y trên delta t, là xuất điện động tự cảm trong ống dây. Đấy là một số kiến thức mà thầy muốn nhắc lại cho các em về ống dây đặt trong từ trường, mang dòng điện đặt trong từ trường. Ở đây là năng lượng từ trường, năng lượng từ trường của ống 1/2 LI bình.
Câu số 8. Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. Câu này thì thầy đọc lên đây là thầy cho nó là sai luôn rồi, đúng không nhỉ? Dao động cưỡng bức, thì các em phải nhớ dao động cưỡng bức chính là dao động xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hòa dạng F bằng F0 cos omega t cưỡng bức t cộng phi. Trong đó omega cưỡng bức chính là gì? Chính là tần số góc của ngoại lực cưỡng bức. F0 chính là gì? Biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Các em chú ý, ngoại lực này là ngoại lực biến thiên điều gì? Điều hòa. Và đương nhiên rằng khi vật chịu dao động cưỡng bức, tức là sẽ mất các đặc tính riêng của hệ, hoàn toàn bị lực cưỡng bức chi phối. Cho nên là tần số của dao động cưỡng bức phải bằng tần số của ngoại lực. Chỉ có trường hợp đặc biệt, đấy là khi xảy ra cộng hưởng. Em chú ý, khi xảy ra cộng hưởng thì tần số của dao động của hệ là trùng tần số dao động riêng của hệ mới trùng với tần số của ngoại lực cưỡng bức. Đấy, như vậy sai ngay ở đáp án gì? Đáp án A. Ở đây thầy có hệ thống lại cho các em một số cái kiến thức về một số loại dao động, trong đó dao động cưỡng bức em thầy đã vừa nhắc rồi, đúng không nhỉ? Dao động xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hòa. Biên độ của dao động cưỡng bức thì lại phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số riêng. Và đương nhiên còn phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. Biên độ của ngoại lực cưỡng bức càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn. Em chú ý đây, đồ thị đây là ứng với trường hợp cộng hưởng, tức là F0. Tần số ngoại lực cưỡng bức chính là trùng với tần số dao động riêng của hệ. Thì lúc đấy là biên độ dao động cưỡng bức là lớn nhất, xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Ở đây là các em chú ý là luôn bằng là không đúng, nó chỉ bằng khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Câu số 9. Một câu vật lý lớp 11. Dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện cường độ Y chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm. Thì câu này chỉ cần chúng ta nhớ công thức thôi, đúng không nhỉ? Chúng ta dễ dàng chọn được đáp án chính là B. 2 x 10 mũ trừ 7 Y trên R. Và thông qua cái câu số 9 này thì thầy cũng muốn nhắc lại các em ba cái công thức mà xác định cảm ứng từ do ba dòng điện đơn giản gây ra. Đây là dòng điện thẳng, một điểm M cách dây một đoạn R. Đây là dòng điện tròn, cảm ứng từ gây ra tại tâm vòng dây. Và đây là ống dây. Thì đây chính là cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống gì? Ống dây. Với kỹ thuật này thì các em chú ý N nhỏ chính là số vòng trên 1 mét dài của ống dây, tức là nó sẽ bằng N trên L. Còn trong công thức này thì đôi khi các em có thể lấy là N Y trên R. Thì các em phải hiểu rằng là trong trường hợp đấy là cái vòng tròn này của chúng ta có rất nhiều dây nhỏ, và mỗi dây nhỏ là mang dòng điện là Y nhỏ. Vậy tổng hợp lại là cường độ dòng điện chạy cho cả cái vòng là Y lớn, và R chính là bán kính của vòng tròn. Câu số 10. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục OX với chu kỳ T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là? Thì câu này thì chúng ta chỉ cần nhớ định nghĩa gì? Định nghĩa bước sóng. Bước sóng là gì? Bước sóng chính là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ. Như vậy là thời gian mà sóng đi được quãng đường bằng một bước sóng thì chính là một chu kỳ. Người ta hỏi ngược thôi, đúng không nhỉ? Đáp án chính là C. Tức là quãng đường sóng đi được trong một chu kỳ là mất thời gian. Một bước sóng là thời gian sóng truyền được một bước sóng là T. Câu số 11. Cho 4 ánh sáng đơn sắc đỏ, tím, cam, lục, chiết xuất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng. Thì câu này lại đòi hỏi chúng ta nhớ hai cái quy luật, đúng không nhỉ? Quy luật thứ nhất là chúng ta nhớ về cái vùng ánh sáng khả kiến. Từ đỏ đến tím thì chúng ta có bước sóng là ánh sáng đỏ là giảm dần cho đến ánh sáng sang tím. Đỏ ra cam, vàng, lục, lam, chàm, chàm tím. Và chiết xuất thì lại ngược lại. Chiết xuất thì sẽ là quy luật ngược với bước sóng. Bước sóng càng lớn thì chiết xuất với một môi trường trong suốt thì nó lại càng bé. Chính vì thế mà
chúng ta có n đỏ giảm dần đến n, n tím, và chiết xuất của ánh sáng tím đối với thủy tinh trong bộ bốn cái ánh sáng này là lớn nhất. Chúng ta chọn được đáp án chính là gì? D. Và em nhớ cho thầy cái định nghĩa chiết xuất tuyệt đối là bằng tỷ số giữa tốc độ ánh sáng và tốc trong chân không và tốc độ ánh sáng trong môi trường đang xét. Đã. Câu số 12. Theo thứ tự tăng dần về tần số của bước sóng vô tuyến của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây là đúng? Thì cái câu này là người ta hỏi về tần số. Đương nhiên là chúng ta chỉ cần nhớ về quy luật bước sóng là có thể suy ra được quy luật về tần số. Bởi vì chúng ta có F bằng C trên lambda, sóng điện từ lan truyền trong môi trường chân không với tốc độ là C. Em chú ý, như vậy theo công thức này thì chúng ta có F nó sẽ tỷ lệ nghịch với lambda. Lambda càng lớn thì F càng càng nhỏ. Lambda càng lớn F càng nhỏ, em chú ý. Như vậy là sóng nào sẽ, đây là tần số, sắp xếp nào sau đây là đúng, theo thứ tự gì nhỉ, tăng dần về tần số. Đương nhiên là sóng dài sẽ là tần số bé nhất, sau đến sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn, đúng không nhỉ? Đây là quy luật bước sóng tăng dần và tần số giảm dần. Đáp án chính là C. Và các em chú ý rằng thông qua cái câu số 12 này thì thầy muốn nhắc lại cho các em một số cái đặc điểm của sóng vô tuyến cũng như ứng dụng kèm theo. Trong đó các em cần để đặc biệt để ý tới cái việc ứng dụng của các sóng. Sóng cực ngắn thì dùng trong thông tin vũ trụ, liên lạc vũ trụ. Sóng ngắn dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất. Sóng trung thì dùng trong thông tin liên lạc trên mặt đất vào ban đêm. Và sóng dài thì dùng thông tin liên lạc dưới nước. Cái việc ứng dụng này là dựa vào các đặc tính của nó ở đây. Câu số 13. Thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe biết 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng giữa hai khe đến màn biết trên màn, khoảng vân đo được là 0,6, bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm này bằng. Thì với câu số 13 này thì là một câu mà chúng ta áp dụng công thức đơn thuần, đúng không nhỉ? Suy ra từ công thức y. Chúng ta có y bằng lambda d trên a thì từ đấy chúng ta suy ra được lambda chính bằng ai trên d. Lắp số vào, đương nhiên là các em phải chuyển hết đơn vị, ví dụ A đang là mm, tốt nhất là nên chuyển hết thành gì? Thành mét. Rồi sau đó lại đổi ngược lại nano. Thì các em chú ý rằng nano chính là 10 mũ trừ 9. Đổi hết ra mét thì chúng ta sẽ tính được nó chính là bằng 500 nanomet. 500 nanomet. Câu số 14. Một câu về kiến thức lớp 11 liên quan tới định luật khúc xạ ánh sáng, đúng không nhỉ? Góc tới biết góc khúc xạ là R, biết chiết xuất của không khí và của nước đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1 và 1,333. Tìm góc khúc xạ. Thì nội dung của định luật khúc xạ nếu như các em để ý thì rất dễ nhớ thôi. Đây là môi trường không khí, đây là môi trường nước. Quan trọng nhất của cái bài toán này là các em phải nhớ này. Đây người ta gọi là tia tới, SI là tia tới này. Y là điểm tới, còn N, N phải vuông góc với mặt phân cách. PQ là mặt phân cách giữa nước và không khí. N, N phải vuông góc với mặt phân cách tại Y, tại điểm tới. Thì người ta gọi là pháp tuyến. Thế thì cái góc tới chính là góc tạo bởi tia tới và pháp tuyến. Còn góc khúc xạ là góc tạo bởi tia khúc xạ và pháp tuyến. Các em nhớ nhé, các này tính pháp tuyến. Và định luật khúc xạ viết trong trường hợp rất đơn giản, chúng ta cứ lấy N không khí, tức là góc Y thì ở môi trường không khí, như vậy N không khí nhân sin Y. Góc R ở môi trường nước, N nước nhân với sin R. Tức là chiết xuất nhân với góc tương ứng ở môi trường này thì bằng chiết xuất nhân với sin góc tương ứng ở môi trường khác, hai bên. Phương trình rất cân xứng. Thì từ đây chúng ta thiết lập được phương trình. Thay số vào thì chúng ta sẽ tìm được R bằng 40,52 độ. Nghĩa đáp số chính là C. Câu số 15. Thấu kính hội tụ của tiêu cự 30 cm, vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp 3 lần vật. Vật AB cách thấu kính là bao nhiêu? Thì với câu số 15 này các em cần chú ý cái chi tiết, đấy là gì? Ảnh
của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp 3 lần vật. Ở đây là vật sáng tức là vật thật, đúng nhỉ? Vật thật thấu kính hội tụ mà cho ảnh ngược chiều thì ảnh buộc phải là ảnh gì? Ảnh thật. Đấy, các em chú ý, ảnh buộc phải là ảnh thật. Và cao gấp 3 lần vật này, chúng ta có ảnh thật cao gấp 3 lần vật thì d' phải phải bằng 3d. Hiểu ý, d' phải bằng 3d. Đây. Thế thì bám vào công thức của thấu kính, chúng ta sẽ tính được mặt khác d chính là bằng d' phải f trên d' phải trừ f. Tận dụng cái d' phải bằng 3d. Quan trọng nhất của bài này chính là d' phải bằng 3d. Thì chúng ta lắp vào phương trình này. Rút gọn cái gì nhỉ? Rút gọn cái d này đi. Rút gọn d ở hai bên này, còn cái d ở dưới, và chúng ta thay f bằng 30 vào. Thì chúng ta sẽ xác định được d chính là bằng 40 cm. D chính là khoảng cách từ vật đến thấu gì nhỉ? Thấu kính. Như vậy vật AB cách thấu kính 40 cm và chúng ta được đáp án là 40. Ở đây thì thông qua cái câu số 15 thì thầy có hệ thống lại cho các em một số kiến thức về vị trí cũng như là tính chất ảnh qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Thì các em xét trong đó nhớ rằng là thấu kính phân kỳ thì vật thật luôn cho gì nhỉ? Ảnh gì? Ảnh ảo nhỏ hơn vật. Vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. Đấy, còn với thấu kính hội tụ thì tùy theo vị trí so với thấu kính thì chúng ta có tính chất thật ảo như thế này. Chúng ta sang câu 16. Để xác định xuất hiện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc điện như hình 1. Đây, có một biến trở 1A kế, một điện trở R0 ban đầu. Đóng K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả biểu diễn như hình 2. Và giá trị của R0 biến trở như hình 2. Đã. Yêu cầu là giá trị trung bình của E được xác định trong thí nghiệm này là, tức là tính xuất điện gì nhỉ? Tính xuất điện động. Thế thì với cái câu số 16 này, thầy sẽ dạy cho các em cách đọc đồ thị. Đọc đồ thị. Quan trọng nhất của việc đọc đồ thị ở đây là có rất nhiều điểm. Các em chú ý, có những điểm chúng ta không thể áng chừng được. Tức là dựa vào đây chúng ta không thể xác định được tung độ hay hoành độ. Thì cách chọn ở trên cái đồ thị này là các em phải chọn những cái điểm nó thật là chính xác. Ví dụ như là giao điểm này, điểm này. Điểm này nó cắt ngay ở cái góc này, quy tụ ngay điểm này. Thì với cái điểm này chúng ta sẽ dễ dàng định vị được tung độ và hoành gì? Hoành độ. Thầy không chọn điểm này vì thầy không biết nó nằm lửng lửng ở chỗ này chỗ nào. Cái này đấy. Mà phải chọn điểm này. Rồi là chọn điểm này cũng được, đúng không? Chọn điểm này, chọn 100 này, 100 với 80 này. 100 thì ăn 80. Hoặc là có thể chọn điểm này. Điểm này ở đây là 1, 2, 3, 4. 4 ô là 80 thì mỗi ô là 20. Có nghĩa là chỗ này sẽ là 40 này. 40, đúng không? 40 là hoành độ. Tức là R bằng 40. Thì 1 trên Y sẽ bằng bao nhiêu? Đếm 1, 2, 3, 4, 5. 5 thì mỗi ô sẽ ứng với 20. Và chúng ta có 40 sẽ là 6 gì? 60. Đấy là cách đọc. Thế ở đây đầu tiên là với bài toán này chúng ta áp dụng định thường, định luật ôm. Tức là Y sẽ bằng E chia cho R, R ngoài cộng R nhỏ, đúng không nhỉ? R nhỏ nhưng bỏ qua rồi. Bỏ qua điện trở của nguồn rồi. Thế thì chúng ta có E bằng R0 cộng với R, đúng không? R0 cộng với R, R trong cộng R ngoài đấy. Thì 1 trên Y, vì ở đây các em chú ý rằng trục này là trục 1 trên Y này. Thì thầy sẽ lấy 1 trên Y chính mà đảo ngược lại là R0 cộng R. Và như vậy chúng ta chỉ cần ở đây là có hai cái ẩn, có hai ẩn. Thì chúng ta chỉ việc lắp số vào. Lắp số vào sẽ được thôi. Lắp số vào sẽ được cái gì? Thứ nhất là thầy chọn khi R bằng 80 này. 80 thì chúng ta có ngay cái 1 trên Y bằng 100. 1 trên Y bằng 100. Có nghĩa là R0 cộng 80 sẽ bằng 100E, đúng không? R0 đây, cái tỷ số này. Và R bằng 40, tức là thầy chọn cái điểm này. Thì nó lại bằng 6 gì? 60. R bằng 40 thì 1 trên Y chỗ này, các em chú ý 1 trên Y không phải là 1 trên Y bằng 60 đấy. R bằng 40, 1 trên Y bằng 60. Em thay số chỗ này cho thầy là 1 bằng 60.
Hoặc là các em có thể chọn cái điểm này như thầy nói là đây. Đây là 100 này, R 100 thì thằng này là bằng 140. À, chúng ta sẽ thiết lập được hai phương trình. Hai phương trình từ hai phương trình này thì bằng cách trừ đi thì chúng ta tìm ra được E đúng không nhỉ? Kết quả là E sẽ bằng 1 V. À, đáp số là 1 V. Câu số 17. Trong không khí ba điện tích điểm Q1, Q2, Q3 lần lượt A, B, C nằm trong một điện trên một đường thẳng. Biết AC Q1 bằng 4 Q3, lực điện do Q1 và Q3 tác dụng lên Q2 cân bằng nhau. Yêu cầu là tìm khoảng cách B cách A và C lần lượt là bao nhiêu. Thì các em chú ý rằng với cái bài toán này chúng ta học rất nhiều ở lớp 11 rồi. À, khi mà lực điện do Q1, Q3 tác dụng lên Q2 cân bằng nhau thì tức là chúng ta có F12 cộng F32 phải bằng 0. Thì cái điều kiện tiên quyết từ cái phương trình này chúng ta suy ra được thì hai vectơ này phải cùng phương ngược ngược chiều và có độ lớn bằng nhau. Cùng phương ngược chiều thì chúng ta phải suy ra được là cái điểm C nó phải nằm giữa AB. Ở đây là A, đây là B này. À, đây là C. Các em chú ý. Thế thì bởi vì nó nằm, tại sao cái điện tích Q2 phải nằm giữa? Bởi vì là Q1 và Q3 cùng gì nhỉ? Cùng dấu. Q1 và cùng 3 cùng dấu. Đây, để thỏa mãn hai thằng F12 và F32 cùng phương ngược chiều thì Q2 phải nằm giữa, trong khoảng giữa. Thì cái này là chúng ta giải rất kỹ ở chương trình lớp 11. Thông qua cái điều kiện bằng nhau này và nhớ rằng R12 khi khẳng định được nó nằm giữa thì R12 cộng R32 bằng AC bằng 60 thì chúng ta sẽ giải được, suy ra R12, R32. Từ đấy chúng ta chọn được đáp án chính là gì? A, 40 và 20. Đã. Câu số 18. Mạch dao động lý tưởng gồm quận thuần cảm có độ tử cảm 5 mH, tụ có điện dung 50 microfarad. Trong mạch đang có dao động điện tử tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bán tụ, chúng ta có ô không. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bán tụ là 4 V thì cường độ có độ lớn là bao nhiêu? Thì đây là một cái câu hết sức cơ bản về mạch dao động. Chúng ta sẽ vận dụng cái mối liên hệ giữa U và I, hoặc là chúng ta vận dụng cái liên hệ giữa năng lượng dao động của mạch đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta có năng lượng dao động của mạch chính là E hoặc ký hiệu là V kép nè. 1 phần 2 C U không bình. Em chú ý, nó là bằng năng lượng điện cực đại. Tuy nhiên là năng lượng điện cực đại này thì nó sẽ tương ứng với gì nhỉ? Năng lượng điện tức là Q đấy, Q thì tương ứng với cái đại lượng thế năng trong dao động điều hòa đấy. Thì nó sẽ bằng cực đại, nó sẽ bằng tổng của năng lượng điện và năng lượng từ ở một thời điểm bất kỳ. Đây là năng lượng từ, đây là năng lượng điện. Áp dụng cái này thì chúng ta suy ra được đây chỉ đối Y, các em chú ý độ lớn chúng ta đang tính về mặt độ lớn. Chỉ đối của Y sẽ bằng C trên L U không bình trừ U bình. Có U không, có U không, có U. CL biết, đương nhiên là chúng ta phải chuyển đơn vị. 5 mH thì chính là 10 mũ 5 10 mũ trừ 3 này. 50 microfarad thì 50 nhân 10 mũ trừ 6 farad. Thì chúng ta lắp vào chúng ta sẽ tính được độ lớn của Y chính là bằng căn 5 trên 5 ampere, tức là 1 trên căn căn 5. Chúng ta chọn được đáp số chính là gì? C. Câu số 19. Cho mạch điện như hình vẽ, biết E, biết R trong, biết R1, R2, R3. Bộ qua điện trở của dây nối, hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là. Thì các em chú ý rằng là bài là một cái bài toán đơn thuần đúng không nhỉ? Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu R1 này, R1. Thì chúng ta có thể tính, có rất nhiều đường tính. Trong đó chúng ta có thể tính Y ngoài rồi tính U vân vân. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em tính như sau. Đầu tiên là chúng ta tính R ngoài. R ngoài thì gồm có R2 nối tiếp R3 song song với R1 đúng không nhỉ? Cho nên thầy viết gộp lại luôn R1, R2, 3. À, kết quả nó bằng 4 ô. Rồi sau đó là chúng ta tính được Y ngoài. Y ngoài tức là Y của cái mạch chính này này. Chính bằng theo định luật ôm cho toàn mạch thì chính là bằng E chia R cộng R ngoài. Và tính được nó bằng 2,4 A, đúng không? Từ đấy chúng ta tính được U1 chính là bằng U ngoài này. U1
Đây, u giữa hai điểm này bằng u ngoài bằng y nhân r ngoài là bằng 9,6 V. Đây, tính được U1 rồi, đúng không? Sau khi tính được U1, đây người ta chỉ tính hiệu điện thế thôi, không tìm cường độ. Nếu như tìm cường độ thì chúng ta lấy U1 chia cho R1. Bài này thì đang còn dừng lại đơn giản đúng không? Thì chúng ta chọn ngay được đáp án chính là C. Câu 20. Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bức sóng là 20 cm và biên độ dao động của điểm bụng là 2 cm. Số điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ 6 mm là. Thì thực ra cái bài toán này chính là cái bài toán mà yêu cầu chúng ta xác định số bó sóng, xem nó có bao nhiêu bó sóng. Từ số bó sóng thì chúng ta sẽ truy ra được số điểm dao động với biên độ. Và các em chú ý rằng biên độ này là nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn bụng. Đây. Đây là bụng sóng. Thì các em chú ý rằng với những điểm có biên độ nhỏ hơn bụng sóng, bụng là 2, 6 mm nhỏ hơn, thì trong một bó sóng sẽ có hai điểm có biên độ bằng nhau. Trong một bó sóng có hai điểm có biên độ bằng nhau và nhỏ hơn biên độ của bụng. Đấy, trong một bó. Đây, ví dụ hai điểm MN này là có biên độ bằng nhau này, thuộc một bó này. PQ có biên độ bằng nhau thuộc một bó này. RS có biên độ bằng nhau thuộc một bó, và một bó chỉ có một bụng nhưng có hai điểm loại này. Như vậy chúng ta sẽ tìm được số bó. Với bài toán này thì chúng ta sẽ tìm được đây. Dài L rồi, đúng không? Có bước sóng là 20, có nghĩa là chúng ta sẽ có lambda trên 2 bằng 10. Và L chia cho lambda trên 2 chính là 30 chia 10 bằng 3. Có 3 bó sóng nguyên thì chúng ta sẽ đếm được là có 6 điểm dao động với biên độ 3 mm. Như vậy đáp án chính là câu 21. Hai điểm M1, M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ly độ x1 của M1 và vận tốc M2 của M2 theo thời gian t. Hai dao động của M2, M1 lệch pha nhau một góc bao nhiêu? Thực ra cái câu này chính là cái câu mà thiên về cũng tương đối là, nếu như đúng nha thì nó là cũng tương đối yêu cầu các em phải nhớ kiến thức về cái phần dao động điều hòa, đặc biệt là cách thức sử dụng vòng tròn lượng giác và thành thạo. Nếu các em chưa thành thạo thì có thể xem mấy cái video mà các thầy hướng dẫn sử dụng vòng tròn ấy. Thì chủ yếu là dựa vào đồ thị chúng ta đọc đọc pha ban đầu. Với cái x1 thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy rồi. Đây này. 1, 2, 3, 4 ô. Như vậy nó xuất phát từ A trên 2. A trên 2 mà đi theo chiều dương. Tại sao đi theo chiều dương? Các em chú ý này. Nó đang đang 4 ô và nó đi dần dần, ly độ nó càng tăng. Tức là đi theo chiều dương đây. Đây, A trên 2 này. A trên 2 mà đi theo chiều dương nhé. Tức là đi theo cái mảng này. Từ đây sang bên này. Được chưa? Thì cái pha ban đầu của nó phải là trừ pi trên 3, a trên 2 v một lớn 0 trừ pi trên 3. Nhìn vào đường tròn chúng ta biết ngay cái góc này, pi trên 3 với là a trên 2 đúng không? Đây cạnh huyền này. Thì theo chiều dương chúng ta lấy dưới này tức là trừ pi trên 3, suy ra được phi 1. Còn cái V2 thì nó phức tạp hơn một chút. Chúng ta phải tìm được phi 2 thì mới tìm được độ lệch pha đúng không? Nó phức tạp hơn một chút, này các em không thể định vị được cái này nó nằm ở chỗ nào. Em không nhầm tưởng cái này không thể chia được đâu. Cái này không phải là bằng một nửa, cũng không phải bằng hơn một nửa, cũng không phải bằng 1/3 vân vân, mà nó là một điểm không rõ ràng. Thế thì cái đặc thù để các em nhận biết được, lại để định vị được tại sao định vị được cái điểm này này, chỗ này nó sẽ là bao nhiêu thì nhìn này. Các em chú ý một chút sẽ nhìn được. Tức là vận tốc là một giá trị nào đấy ở đây mà giảm về không trong vòng hết một thời gian là một ô đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ xem chu kỳ là bao nhiêu ô. Đây, xem chu kỳ bao nhiêu ô thì chúng ta đếm nửa chu kỳ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy một chu kỳ phải là mười mấy? 12 ô. Đúng không? Một chu kỳ là 12 ô. Như vậy một ô tức là T trên 10 gì? T trên 12. Wow. T trên 12 thì các em chú ý nó sẽ là 30 gì? 30 độ. Bởi vì T ứng với 360 độ. Như vậy mà vận tốc giảm từ một giá trị nào đấy
về không, một giá trị nào đấy nhé, về không này, ví dụ ở đây về không mà ứng với góc 30 độ đây, thì dựa vào cái đồ thị mối liên hệ giữa Vx này, chúng ta sẽ định vị được cái vị trí trên đây chính là vị trí Vmax trên 2 đấy nhé. Bởi vì cái khoảng thời gian mà nó giảm từ Vmax trên 2 về về không, em chú ý đây là vận tốc bằng không này. Đây đây nha, đấy trục vận tốc này. Đây. Vật ở vị trí này thì gióng tung độ nó chính là bằng không, vận tốc bằng không. Đây thì chúng ta biết ngay được nó là Vmax trên 2 nếu định vị chỗ này. Ví dụ như ta yêu cầu các em tìm tọa độ chỗ này thì cái tọa độ của V chỗ này chính là Vmax trên 2. Và từ đấy thì chúng ta suy ra được cộng với cái quan niệm nhìn vào đây này, vận tốc đang có giá trị dương, tức vật đi theo chiều dương, như vậy Vmax trên 2 và đi theo chiều dương thì chúng ta sẽ lấy được cái phi góc phi bằng trừ pi trên trên 6. Trừ pi trên 6. Và từ đấy chúng ta tính được hai dao động này lệch pha nhau một góc là pi trên gì? Pi trên 6, tức là pi trên 3 trừ đi trừ pi trên 6. Thì cộng pi trên 6 là thành pi trên 6. Được chưa? À, đáp án số là D. Câu số 22. C là tốc độ ánh sáng trong chân không theo thuyết tương đối. À, câu này thì chúng ta dễ dàng lựa chọn được đáp án chính là MC bình, một công thức tương đối nổi gì nhỉ? Nổi tiếng của Einstein. Câu số 23. Cho các hạt nhân urani 235, 238, heli 24, urani 94, 239, 9U92, 23. Hạt không thể phân hạch là không thể phân hạch. Thì đương nhiên là cái này thì đòi hỏi các em nhớ thôi đúng không nhỉ? Nhớ hiện tượng phân hạch là gì? Hiện tượng phân hạch là hiện tượng hạt nhân nặng. Nặng thì phải là các hạt 238, 239, 235 đúng không? Hấp thụ một neutron vỡ thành hai hạt nhân có số chung, khối trung bình và giải phóng một vài neutron đúng không nhỉ? Còn hạt này là hạt heli 24 thì tham gia phản ứng nhiệt hạch. Wow. Đáp số là B. Câu số 24, khi nói về laser phát biểu nào sau đây là sai? Thì thông qua cái câu số 24 này thì thầy lại muốn nhắc lại cho các em một số kiến thức về laser, đặc biệt là có mấy cái tính chất nổi bật của laser mà các em cần phải nhớ này. Thứ nhất, số 1 đầu tiên nữa, phải nói số 1, nó là cái chùm laser là có cường độ lớn và tính định hướng cao. Nó có cường độ lớn nhé, các em chú ý là cường độ tức là I lớn chứ không phải là P lớn đâu nhé. Các em hay bị nhầm lẫn là công suất lớn nhưng không phải. Cường độ lớn tức là mật độ năng lượng tập trung qua một đơn vị diện tích là lớn chứ không phải là công suất lớn. Rồi là có độ đơn sắc cao. Gần như laser gần như là nó là một chùm đơn sắc. Độ lệch của nó cực kỳ, đây là độ chênh lệch bước sóng của các photon trong laser là cực kỳ nhỏ, 0,1 angstrom. Đấy. Và nó có tính kết hợp, chùm laser là chùm có tính chất kết hợp cực cao. Chính vì thế mà người ta ứng dụng laser để trình chiếu ánh sáng. Đấy, thì các em nhớ cho thầy mấy cái tính chất nổi bật này. Như vậy là ở đây là chúng ta chọn sai. Thì đương nhiên là chúng ta phải chọn đáp án là B, tức là tia laser là ánh sáng trắng là sai. Vì nó là độ đơn sắc rất cao, bản thân nó có thể xem là các ánh sáng đơn gì, đơn sắc. Đấy. Câu số 25. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa để giảm công suất hao phí trên đường dây thì người ta dùng biện pháp nào sau đây? Thì đương nhiên là câu này thầy cũng có giải một lần rồi đúng không nhỉ? Là tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện. Và đương nhiên là khi tăng điện áp, các em chú ý là tăng điện áp lên N lần thì hao phí sẽ giảm N bình lần. Ví dụ tăng 2 thì sẽ giảm 4, tăng 4 thì sẽ giảm 16. Câu số 26. Hạt nhân li ti có độ hụt có khối lượng là này, cho các proton khối lượng như này. Tính độ hụt khối thì câu này là một câu siêu dễ trong phần hạt nhân. Đúng nhỉ? Chúng ta sẽ tính delta M độ hụt khối thì bằng cái này các em đảo ngược lại cho thầy nhỉ. Độ hụt khối thì chính là bằng, đây là ZMP cộng với A trừ ZMN mà trừ đi MLI. Cái này là dấu cộng, cộng
với số nơ trông. Đấy, các em chú ý như thế. Cái này là không không ổn đúng nhỉ? Câu này thầy viết cái chỗ này là chưa 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 ổn. Cái này phải là ZMP cộng với A trừ ZMN trừ đi MLI. Đấy. Thì chúng ta lắp số vào chỉ được công đáp số là B. Đáp số là B. Cái này trừ này là âm, lấy cái này trừ ngược lại. Độ hụt khối. Câu số 27. Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nanomet lấy H bằng C bằng công thoát. Thì câu này là một câu tính đơn thuần đúng không nhỉ? A bằng HC chỉ làm đặc không. À, và câu này thì chúng ta đổi nano sang mét, 300 x 10 mũ trừ 9 mét. À, H không cần đổi, C không cần đổi, chúng ta sẽ tính được đáp số chính là B, một câu đơn thuần. HC chỉ làm đặc không. Câu số 28, xét nguyên tử hydro theo mẫu Bohr khi nguyên tử chuyển từ trạng thái có năng lượng N sang trạng thái về trạng thái có năng lượng trừ 13,6 eV thì nó phát ra photon của mức năng lượng tương ứng của bước sóng là này. Này, yêu cầu chúng ta tính N. Thì cái này chúng ta áp dụng cái tiên đề của Bohr thôi đúng không nhỉ? Cái năng lượng của photon chính là bằng hiệu hai mức năng lượng, tức là chúng ta sẽ có HC trên lambda bằng N trừ E0. Này, N trừ E0. Và chúng ta suy ra được N chính là bằng E0 cộng HC trên lambda. Thì nếu các em tính câu này thì phải chú ý về mặt đơn vị. Em có thể để nguyên cái E0 là 13,6 cũng được. Đấy. Tức là chúng ta sẽ lấy ở đây là thay cái này là bằng 13, trừ 13,6 này. Cái này các em chú ý nhé, phải lấy cả dấu E0 bằng trừ 13,6, không được lấy 13,6 đâu. À, còn HC trên lambda bây giờ chúng ta chuyển, nếu như các em không làm quen ấy, thì có thể chuyển hết thành joule, hoặc là chuyển mình cái phần này này, chuyển mình phần này thành joule thôi. Phần này thành joule có nghĩa là H chúng ta lại lấy 6,625 10 mũ trừ 34 C3 x 10 mũ 8. Rồi lấy lambda ra gì nhỉ? Đổi 0,1218 x 10 mũ trừ 6 ra gì? Mét. Thì chúng ta sẽ được cái này là joule. Muốn chuyển cái này thành eV thì chúng ta chia cho 1,6 x 10 mũ trừ 19. Thì kết quả là chúng ta sẽ tính được đáp án là G, trừ 3,4 eV. Câu số 29. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục x, vật cách vị trí cân bằng một đoạn thì động năng là, đây chính là chỉ đối x đúng không nhỉ? Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm, chỉ đối x 2, đây x1 bằng 2, x2 bằng 6, chỉ đối thì động năng là biên độ dao động của vật bằng, ta tìm A. Với câu này thì khi mà gặp các câu này thì các em nhớ làm theo cách này cho thầy. Tức là động năng tính rất đơn thuần sẽ bằng cơ năng là 1 phần 2 K A bình trừ đi thế năng là 1 phần 2 K X1 bình, đúng không? VKD1 thì bằng VK trừ VKT1 thì nhóm lại như này. VKD2 thì bằng VK trừ VKT2. Và chúng ta lập tỷ số hai hàng này thì chúng ta được phương trình này và dễ dàng chúng ta tìm được biên độ chính là bằng 10 cm. Đáp số là 10 cm. Câu số 30. Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại ô dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. À, chúng ta mô tả như sau đây. OM bằng 6 lambda này, ON bằng 8 lambda này, OM vuông góc với ON này. Trên đoạn MN số điểm tại đó các phần tử dao động ngược pha với dao động của nguồn O. À, so sánh điểm, tìm số điểm dao động ngược pha trên đoạn MN mà ngược pha với O. Thì câu này là một cái câu mà chúng ta hoàn toàn dựa vào tính chất đồng pha ngược pha của truyền sóng. Như các em chú ý đây là quá trình truyền sóng nhé. Quá trình truyền sóng thì trong quá trình truyền sóng, những điểm trên một phương truyền mà cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì đồng pha, cách nhau một số nguyên nhé, một số bán nguyên lần hay là một số lẻ lần nữa bước sóng thì sẽ ngược pha này. Đây, trong trường hợp ngược pha thì đây chính là 2k cộng 1 lambda trên 2, tức là một số lẻ lần nữa bước sóng thì sẽ ngược pha. Áp dụng vào cái này, chúng ta xét điểm O với lại một điểm di chuyển trên MN. Một điểm di chuyển trên MN. Thì các em chú ý rằng là đầu tiên là thầy sẽ tính được cái đoạn MN.
đúng không? MN áp dụng tam giác vuông. Rồi sau tôi tính được đoạn OH đây. OH nhé. Đấy. Áp dụng cái tính chất của tam giác vuông. Sau đó là sẽ kẹp lại điều kiện dao động ngược pha với O là đây, D này. D phải bằng K cộng 0,5 lambda, 2K cộng 1 lambda trên 2. Thế thì khi cái điểm đấy di chuyển trên cái đoạn mà HM, xét trên đoạn MH này, thì chúng ta thấy cái D này nó sẽ lớn hơn cạnh góc vuông là OH này, và nhỏ hơn cạnh huyền là OM. Tức là chúng ta sẽ có D lớn hơn hoặc bằng 4,8, nhỏ hơn hoặc bằng 6, OM 6 đúng không? Suy ra được giá trị K thỏa mãn nguyên là 5, tức là có một điểm. Còn trên đoạn NH, ở trên chúng ta đã tính có H rồi thì ở dưới chúng ta phải bỏ cái N, cái H đi đúng không? Thì khi mà cái điểm đấy nó chạy từ H đến N thì chúng ta lại có D là lớn hơn OH, nhỏ hơn O gì? ON. Đây này nhỏ hơn ON. Nó kẹp lại là cái này không phải là 6 lambda mà cái này phải là 8 lambda này. Các em chú ý chỗ này là 8 lambda. À, thầy gõ nó thiếu sót chỗ này. Là 8 lambda. 8 lambda. Thì chúng ta sẽ suy ra được các giá trị sẽ là 5, 6, 7. Số điểm sẽ là 4. Và tổng lại thì chúng ta có 5 điểm. À, 3 điểm. Đây là 5, 6, 7 là 3. À, tổng lại là chúng ta có 4 điểm. Đấy. Tổng số điểm sẽ là 4. Ở đây là ở dưới là 3, ở trên là 1. Chứ không phải là trên MH mà đây là trên M gì? MN. Các em chú ý. Đấy là 30 câu trong đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và đây chính là 30 câu trong một cái mã đề của năm 2018.